Chào cả nhà đã đến với kênh của Út Lẻo nha. Chào nha. Hôm nay thì gia đình Út Lẻo đi thả diều lần thứ 3 nữa nha cả nhà. Hôm nay sẽ test thử con diều cá mập của ba Hậu mới mua cho Đăng nha cả nhà. Tại vì đợt rồi á, gió cuốn đi của Đăng hết một con diều rồi, nên bây giờ sẽ test thử coi con diều mới mua này bay có cao không nha Đăng. Dạ. Rồi bây giờ sẽ thả diều thôi. Tung chú gì đó, con ba đến chợ rồi. Đây đây, Út Lẻo có giỏi theo bánh tráng trộn muối và nước uống theo nha cả nhà. Chúc sẽ uống nha. Hôm nay đi thả diều lần thứ 3 nha. Hay quá. Hôm nay ba Hậu mới mua cho Đăng một con diều cá mập khác nha cả nhà. Bây giờ sẽ đi test thử coi nó có bay cao không nha Đăng. Tại vì được rồi, con diều kia của Đăng bị gió cuốn bay mất tiêu nha cả nhà. Ở đâu rồi? Rồi bây giờ ba Hậu sẽ gắn diều vô và mình thả nha. Đang kia bạn diều kia đang ở đâu vậy cả nhà? Đây hôm nay đi có bé Tú Tú đi thả diều cùng gia đình Út Lẻo nha cả nhà. Hôm nay anh Hai Bo bạn ở nhà học bài nên anh Hai Bo không có đi được. Còn chị Như thì bạn đi chơi rồi cũng không có đi với gia đình Út Lẻo được. Rồi bây giờ ba Hậu sẽ thả con diều cá mập màu xanh lá của Đăng lên. Dạ không có gió nha cả nhà, đang đợi gió lên rồi mới thả diều nha. Đó chuẩn bị gió lên đó Tú. Con đứng trước Út Hậu á, con chạy lại trước Hậu á. Rồi xong cái con chạy lại đây. Đây diều của đang chuẩn bị lên rồi. Rồi diều của Tú cũng lên luôn. Thu lại đi con, hồi nữa cho nó lên lại. Diều của Đăng lên rồi, Đăng cầm nha. Gió lên rồi. Tú đang gió lên đó Tú, con thả lên luôn đi Tú. Rồi không để hỏi Út Hậu, lỡ Út Hậu thả cho. Hôm nay anh Bo nhỏ với chị Su cũng bận luôn rồi, không có đi thả với mình được hả Đăng? Tiếc quá. Tiếc quá luôn, Đăng kêu tiếc quá luôn nha, anh Bo với chị Su. Để lần sau nha, lần sau mình sẽ rủ đi thả diều tiếp nha Đăng. À, rồi, ba Hậu đưa cho đây. Sao chưa? À, nay là khoảng tháng 4 đang mùa gió để đi thả diều nha cả nhà, nên Út Lẻo cũng tranh thủ để đi thả diều cho vui nha. Chiều về thả diều rất là vui và mát mẻ luôn nha. Tranh thủ để không hết mùa gió là hết thả diều được nha cả nhà. Rồi, 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 rồi. Anh Hậu giật 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 đó, cái bay lên giật 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 giật. Đó, gió lên, gió lên, gió lên. Tú được chưa con? Giờ rồi, đang gió qua mấy đó Tú. Vậy giờ con vô cái trong rảnh cái mương này nè Tú. Cái con chạy ra là gió đang theo hướng đó đó. Không có lại gần con kêu nha. Đưa con. Đây, diều của Đăng đã bay lên cao rồi nha cả nhà. Ờ đúng rồi, đi xa xa để vướng dây xa ra mía. À.
Vậy được hả anh? Máy cao vậy được. Để Tú cầm Tú. Đây đưa đây em cầm cho. Anh qua thả cho Tú đi. Đang qua đây cầm nè. Đang kia đang đi giải cứu về của chị Tú đây. Út Lẻo đang vừa quay vừa cầm con dèo ra cả nhà. Đợi Đăng qua cái Út Lẻo sẽ đưa cho Đăng. Ngày nay Đăng có cầm mỗi tay là Đăng kêu mẹ cầm phụ nha. Để vượt mắt con dèo nữa nha. Đây Đăng cầm đi. Đây mình đưa cho Đăng cầm rồi. Chị Tú rồi. Để Hậu thả cái Tú cầm Tú. Cái con gì đó, cái cây nó bị cong. Con máy con bỏ túi được không? Bị cong hả? Chắc anh bo về quên bỏ ra bọc quá Tú. Để nó trong cái bọc luôn á. Cây ngắn quá nó bị Kê Út Hậu thả lại kìa. Đang không lo thả. Tú giật phụ em, giật phụ em. Tại mình đi hơi trễ á Tú. Dạ, phải lên cao thì nó mới gió. Hôm nay chỉ có hai con dèo thôi nha cả nhà. Đó, đang gió lên đó, dèo Tú chuẩn bị lên rồi. Được rồi Tú. Nhảy thả lại con vậy được rồi. Cho em cầm với nhẹ. Bởi em thả hết dây luôn, cầm không nổi á, vuột dây bay mất hết một con diều của Đăng rồi. Nay hình như gió qua hướng này, bữa gió qua hướng kia. Lên nè kìa Tú. Lên rồi, lên lại rồi, dèo của Tú lên lại rồi. Sắp bị rớt Tú. Con giật ra, giật ra. Rồi, lên nè kìa Tú, về lên rồi. Ờ, cái này hết đi. Nè, Tú cầm cái này nè. Đăng ơi, thường dây lại bên. Đăng ơi, qua uống nước không Đăng? À. Qua uống nước nè. Bây giờ ba Hậu với lại Tú đi thâu dìu lại nha cả nhà. Mời cả nhà uống miếng nước Pepsi nha. Đây giờ đang mê chơi, đang hỏng uống nước luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ hết gió rồi, gia đình Út Lẻo sẽ thu dèo lại để ăn bánh tráng trộn và uống nước xong rồi đi về nha cả nhà. Bữa nào có gió nhiều với lại tranh thủ đi sớm sẽ thả dèo cho cả nhà xem nữa nha. Với lại bữa nay không có gió anh, bữa đó gió nhiều lắm, bữa nay gió ít quá. Rồi đang đem dèo qua cho chị Tú thu dèo lại nè. Xong vô ăn nè con. Rồi ba Hậu với Tú với Đăng đi lại ăn bánh tráng uống nước nè. Dạ. Thu dèo lại cái mình ăn uống xong rồi mình về thôi. Đũa hay gì Tú? Không có đũa Tú ơi. Không cho đũa không? À. Rồi xong luôn.
chị, cái đe bánh này đang chị Tứ nó đang ăn nha. Dạ. Chị bá luôn. Chị bá nó ngồi xuống chơi cho chị Tứ nè. Chị Tứ rồi. Dạ, đúng rồi, lên tốt. Dạ, chuyện cực lắm em. Rồi, bánh tráng quên cho đũa rồi nha cả nhà. Nên chờ sẽ móc ăn thôi. Bác sĩ bên này. Dạ, chị Tứ gọi nha. Mời cả nhà uống xì đi. Mời cả nhà ăn bánh tráng nha. Để tô miếng đi. Chút miếng đi. Con ngồi lên đỉnh đầu vô. Mời cả nhà ăn bánh nha. Ăn bánh rồi đang. Quay luôn, quay luôn hả con? Hả? Đâu? Đang đi quay bánh cho cả nhà coi bánh gì hả Tú? Dạ bánh mát. Mát bò wagyu khoai tây. Về mới đúng không? Dạ. Bánh tráng trộn chứ không ăn trộn mà rất ngon nha cả nhà. Đúng rồi, ăn mừng quá đúng không? Nhớ ba học rồi ăn ơi. Ba học xong chưa? Để ăn ba học ơi. Ba ơi, ba. Rồi, rồi. Bánh cầm chị Tứ ạ. Tú nước con. Ờ, nó nước. Mời cả nhà nha. Còn bên kia bánh gì? Cây ok này đâu, nó phụ nó không nè. Ừ. 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 Nhà Tú ăn bánh trái cho. Dạ. Mời cả nhà nha. Đâu có cái ổ rơm này mấy chị cháu mình nhờ nó lấy quá à Tú. Dạ. Không có lấy. Chắc của sao để là ổ hay cái gì á? Ờ à, sao để mình mốt mình bỏ sầm đi. Trời, ăn nãy giờ cũng gần tối rồi nha cả nhà. Nên mình không ăn nữa, để mình đem về nhà ăn hết Tú. Dạ. Rồi bây giờ cũng để xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Cả nhà hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho gia đình của Úc Liễu Family nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nhớ nhấn chuông nữa. Hẹn gặp lại cả nhà.